Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhanh kính chào anh Chào Nhất Anh. Thắng. Dạ, hôm nay thì mình vẫn còn đang ở trong nước Ý đó anh Thắng, nhưng mà hôm nay Dạ. mình sẽ đi đâu hả anh Thắng? Nói đến nước Ý thì chúng ta có rất là nhiều nơi để đi. Chẳng Dạ. hạn như có lần trước chúng ta có dịp nói về Venice, Dạ. và có lẽ chúng ta chưa nói về Florence, chúng ta chưa nói về Pisa, chúng ta chưa nói về Roma. Dạ. Đó là tất cả những một số những cái thành phố mà ít nhiều nó có những cái điểm di tích rất là đặc biệt mà du khách khi đến Ý thì thường thường những cái địa điểm đó thu hút du khách ghê lắm. Dạ, Roma hình như là Roma là tiếng Ý, còn tiếng Anh hình như là Rome phải không anh Thắng? Rome, Dạ, Rome. hình như đó là cũng là thủ đô của Ý đúng không anh Thắng? Đúng rồi, Rome là thủ đô Dạ. của nước Ý. Nước Ý thì là một cái đất nước tương đối cũng còn non trẻ, nó được thống nhất vào năm ngàn khoảng cuối thế kỷ thứ 19, Dạ. năm 1870 thì phải. Thì tất cả các vùng Lazio, vân vân, nhiều cái vùng của Dạ. khu Milan, của những cái Tuscany chẳng hạn, thì họ hợp lại, họ thống nhất thành cái nước Ý. Dạ. Và cái nước Ý khi đó thì đã lấn chiếm tất cả những khu vực ấy, và ngay cả cái khu vực mà ngày xưa mà Đức Giáo Hoàng ở đó, mà chúng ta biết bao giờ là Vatican, là Đức Giáo Hoàng cũng phải nhường lại một phần đất, nhường lại những cái phần đất để mà cho nước Ý thống nhất. Và nước Ý đã chọn Roma là cái thủ đô của nước Ý từ suốt thế kỷ thứ 19 đến giờ. Dạ, vậy thì mình trước khi mà mình đi vô sâu là ở Roma là có những cái gì để du khách có thể đến, thì anh Thắng có thể kể sơ cho Nhất Anh nghe về cái địa lý một chút xíu, hay là nó nằm giáp với lại những cái chỗ nào mình đi rồi. Cái nước Ý đó đặc biệt lắm, là Dạ. nó là một cái bán đảo, Dạ. nó giáp giới giữa hai bên Đông và Tây, nó là biển cả. Dạ. Thành ra khi mà chúng ta nói về nước Ý, chúng ta có thể nói là một cái thành phố Venice thuộc về phía Đông Bắc nhưng mà giáp một cái biển Adriatic của Dạ. cái vùng biển đó. Dạ. Còn nếu chúng ta nói về bên Pisa, nói về Rome, thì nó lại nằm về phía Tây của nước Ý. Nước Tây thì nó lại giáp một cái vùng biển khác. Dĩ nhiên cả hai cái vùng biển nó nằm trong cái gọi là cái biển lớn, Đại Trung Hải, Địa Trung Hải. Dạ. Thì chúng ta cũng có hình dung được cái chuyện đó. Nhưng mà đặc biệt là nước Ý là nước nó gần về phía xích đạo. Dạ. Thành ra tương đối là nước Ý là khí hậu nó lúc nào cũng nóng, nhất là vào mùa hè. Thì đó là cái mùa mà rất là nóng nực tại nước Ý. Dạ. Vậy thì nước Ý là nếu bây giờ mình khoan nói về tập trung về Roma đi, mà nếu mà đi Ý thì người ta phải lúc tới lúc nào nó cũng nóng hết hả? Thế sao anh? Thường thường thì vào cái mùa tháng hè đó, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng Dạ. 9 là những tháng còn nóng ở nước Ý. Thế tuy nhiên qua những cái tháng khác thì tương đối mát mẻ hơn. Dạ. Và đặc biệt, thí dụ tôi có dịp đến Rome, nói chung là đến nước Ý, mà Rome là cái thành phố là phía gần về phía Nam, cái thành phố xa nhất mà tôi đi về phía Nam. Dạ. Thì tương đối là khí hậu cũng bắt đầu nó nóng dần lên rồi. Dạ. Nhưng mà dĩ nhiên nó còn chịu đựng được. Thế tuy nhiên khi chúng ta đi vào khoảng tháng 7, tháng 8, thì đây là một cái thời tiết, đây là những tháng có thời tiết rất là nóng nực tại nước Ý. Dạ, vừa trước mình có dịp mình đi qua Pisa, rồi mình có đi tới cái tháp Pisa, tháp nghiêng đó, thì hình như là chỗ đó và tới Rome thì nó có gần nhau hơn không anh Thắng? Nó cũng khoảng 2 tiếng rưỡi lái xe. Đi về Dạ. phía Nam thì chúng ta đi khoảng 2 tiếng rưỡi lái xe thì chúng ta đến. Dĩ nhiên 2 tiếng rưỡi đó là đi liên tục đó. Còn nếu Dạ. chúng ta vừa đi nghỉ thì cứ cho là 3 tiếng thì chúng ta sẽ đến Dạ. từ Pisa đến Rome. Và Dạ. đặc biệt là trên đường đi như vậy thì chúng ta cũng có thể thưởng ngoạn được một số những cái thắng cảnh ở hai bên. Vì cái kiến trúc của Âu Châu, kiến trúc của La Mã ngày xưa đó, nó cũng còn để sót lại trên đường đi. Trên đường đi chúng ta có thể nhìn thấy. Và Dạ. đặc biệt những cái kiến trúc đó nó rất là, mình đi trên bên Ý nhưng mà mình có cảm tưởng giống như mình đi về bên Spain, tức là Tây Ban Nha đó. Dạ. Nó có những cái lối kiến trúc gần gần như nhau. Chẳng hạn tôi mới nói đến mà những cái khu vực có những cái thành phố, có những nhà cửa được xây trên những cái sườn núi chẳng hạn, thì nó rất là đặc biệt. Và cái điểm đó thì đặc biệt nhất là chúng ta đi đến Spain, tức là đến Tây Ban Nha, chúng ta sẽ thưởng ngoạn được nhiều cái cảnh mà cái view, cái không gian cho nó, mình nhìn thấy những nhà cửa của dân chúng đó, được xây trên cái gọi đỉnh núi, nhưng ở bên cạnh nó là một cái vực, Dạ. nó là một cái clip đó, thì nó là cái vực núi, thành ra chúng ta thấy nó rất là lạ. Dạ. Và dĩ nhiên thì một cái thắng cảnh như vậy thì cho chúng ta cái cảm giác là nó khác hẳn với cái đời sống của Hoa Kỳ của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy ít khi nào mà có những cái nhà xây chênh vênh trên những vách núi đúng không? Nhưng Dạ. mà ở bên đó thì có lẽ cả một thành phố họ được xây dựng như vậy. Chẳng hạn chúng ta đến với thành phố Toledo ở bên Spain chẳng hạn, Dạ. hoặc chúng ta đến những thành phố Cuenca, ở bên Spain, nó cũng là một cái thành phố xây dựng lạ lắm trên những Là cái triển núi. Và đặc biệt đi qua bên Rome, trên đường đi từ Pisa xuống Rome, tôi cũng nhận thấy được có một số điểm thành phố là chúng ta thấy được cái kiến trúc như vậy. Và dạ đặc biệt là trên đường đi đó thì nhất anh có biết là chúng ta nghe nói đến một cái loại đá, đá gọi là cẩm thạch,
đá hoa cương mà rất nổi tiếng của nước Ý, thì đó marble, đó marble nổi Là tiếng người của nước Ý. đó nó có màu gì anh Thắng? Trên đường đi chúng ta thấy họ đang phá ra cả một ngọn núi để mà lấy đá hoa cương, và người có những cái manufacturing đó, manufacture thì người ta đã làm những cái tảng đá, người ta cắt ra hình chữ nhật hoặc khối vuông. Cái mục đích là những cái khối vuông chữ nhật đó được các nghệ nhân mua về để đục khắc thành những cái tượng chẳng hạn, thì chúng ta mới thấy à đây là cả một kỹ nghệ về cái gọi là marble của nước Ý. Thành thử nước Ý nó có nổi tiếng về marble cũng không có ngoài. Cảm ơn anh Thắng, và nhưng anh hẹn anh Thắng trong phần 2 khi mà anh Thắng kể nhanh hơn về những chỗ mà tới tham quan ở Rome. Nhưng anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế giới trong tầm tay, và hôm nay thì anh Thắng đang dẫn Nhất Anh cũng như là khán giả đang đi tới thủ đô của nước Ý, đó là Roma. Thì tới thủ đô của Ý thì mình nên đi đâu để mình có thể coi được những Chúng ta cái khi mà chúng ta đến Rome, và đặc biệt là chúng ta đến đấy, thì tất cả những di tích của Rome đó, Rome là một cái đế quốc La Mã cách đây khoảng hơn 2.000 năm rồi. Thành thử đây là một cái đế quốc rất là vĩ đại. Đế quốc mà cái cánh tay của nó kéo dài qua tới Morocco, tức là đi tới biển. Tức là qua khỏi Morocco là cái biển Atlantic Ocean rồi. Thành ra nếu không có biển chắc nó còn đi dài nữa, nhưng tôi đoán hết rồi, nó tới biển. Còn phía bên này đó là đế quốc La Mã đi tới sát Ấn Độ. Thành ra chúng ta thấy một cái hình thức của một cái đế quốc La Mã ngày xưa rất là lớn, và cái đế quốc đó đều tập trung về cái thủ đô nó gọi là Rome. Và ở Rome đó thì chúng ta đến đây chúng ta nhìn được, khi chúng ta đến Rome đó thì chúng ta có qua một cái số những cái vị trí chúng ta có thể nhìn thấy có một cái trung tâm nó gọi là center của cái La Mã ngày xưa, và ở đó thì chúng ta thấy có những cái như là cái Colosseum, tức là cái hí viện ngoài trời đó, rồi hoặc là chúng ta nhìn thấy những cái hội trường forums. Là ngay mà những nơi tập trung là những hoàng đế La Mã là tổ chức những công cuộc về hành chính, về tài chính, về cái kinh tế của nó nằm trong cái khu vực đó, thì đối diện với cái Colosseum đó là cái khu vực forum, hoặc là cái khu vực hành chính, hoặc là những cái chợ, hoặc là những cái dinh thự ngày xưa của các vị hoàng đế La Mã, của các vị quan chức La Mã sống ở đó. Thì đó ngay chỗ đó thì chúng ta thấy là đó là một cái di tích, mà những cái di tích này đó người ta đang đào xới lên, và những cái di tích này một số nằm được chôn dưới cái lòng đất của cái thành phố Rome bây giờ. Có nghĩa là trải qua 2.000 năm thì những cái đất đai nó được chồng chất lên nhau, và có một số những di tích người ta biết là nằm ngay dưới của cái lòng đất của thành phố Rome. Có nghĩa là chúng ta chạy xe bên trên đó thì bên dưới nó là Là cái cái di thành tích ngày phố hồi xưa. xưa. Thành ra thì nếu mà Nhất Anh có dịp đến đó, Nhất Anh sẽ thấy ngay cái trong cái thành cái Colosseum đó người ta có cho mình xem lại những cái di tích mà ngày xưa đây là cái hí viện ngoài trời, mà nó cũng là nơi giác đấu trường. Giác đấu trường là nơi những người võ sĩ giác đấu, là những người được nô lệ, những người tù binh được đem ra để đấu với những con mãnh thú, hoặc là đấu với những người nô lệ, những người tù binh khác để mà làm cái thú tiêu khiển cho cái giới chức quý tộc ngày xưa. Và ở đó thì người ta bây giờ người ta còn nhìn lại cái di tích của nó. Mà dĩ nhiên khi mà nhất anh nhìn cái di tích đó, chúng nhất anh phải nhìn qua đó và mình hiểu cái lý do tại sao nó bị có nhiều cái hầm hố ở phía dưới. Tại vì nơi đó là nơi để cho những thú dữ hoặc là những người lính nô lệ hoặc tù binh hiện chạy lên trên để mà chiến đấu với nhau, và người ta những người và khán giả là ngồi xem xung quanh. Thì đó là Colosseum, và đặc biệt là cạnh cái Colosseum đó là chúng ta thấy một cái khải hoàn môn. Một cái khải hoàn môn, tại sao gọi là khải hoàn môn? Cái đó là một cái tháp để kỷ niệm chiến thắng của một vị vua. Cái vị vua đó đặc biệt lắm, mà chắc nói ra ai cũng dễ nhớ là Constantine. Constantine là một vị hoàng đế của La Mã. Ông đã chiến thắng và ông cho xây một cái cổng khải hoàn ở đó, và ông chỉ ở đó có vài năm, và sau đó thì ông thiên đô về Đông La Mã, tức là ông là đi về cái thành phố gọi là Constantinople, tức là lấy từ tên của ông ấy, và thành phố đó chính là cái Turkey, tức là cái Istanbul của ngày nay. Thành ra chúng ta thấy Cái đó mình có dịp mình đã từng nói đó, qua đúng rồi rồi, đó. thì đó là một cái điểm mà chúng ta thấy tại sao nó gọi khải hoàn môn, và tại sao Napoleon lại xây một cái khải hoàn môn ở ngay Ở Pháp. Paris đó. Khải hoàn môn đó cũng cũng theo cái hình cái frame của cái khải môn của bên Ý, và đó cũng là một cái mà những vị hoàng đế thường thường họ thích xây những cái đó để mà họ vinh danh cho chính họ. Và chúng ta tới đó chúng ta thấy được cái khải hoàn môn Constantine, tuy là nhỏ hơn cái khải hoàn môn ở bên Paris, nhưng mà nó cũng là một cái di tích mà cho người ta thấy được một cái hình ảnh của một vị hoàng đế La Mã ngày xưa. Rồi sau đó thì chúng ta phải nói đến rất là nhiều những cái di tích ngay khu vực trung tâm center, và tôi đã có dịp đi vòng hết La Mã đi bộ,
và đi được khá nhiều để mình xem thật tận mắt những cái di tích đó. Và thực sự nếu quý vị có dịp đến với Rome, chúng ta đi tour đó chúng ta không có nhiều thời giờ được, tại vì tour sẽ chọn cho quý vị hoặc là quý vị đi ra trung tâm thành phố để xem cái Colosseum, đi xem cái Constantine Khải Hoàn Môn, hoặc là chúng ta đi thăm cái khu mà Forum của cái nơi cư trú, nơi trung tâm hành chính ngày xưa của La Mã, hoặc là chúng ta cùng lắm thì chúng ta đi qua bên nữa là chúng ta đi qua những cái khu vực có những cái Obelisk mà ngày xưa La Mã đã kịp lấy từ bên Ai Cập đem về. Và dĩ nhiên có những cái thắng cảnh mà chúng ta chỉ có đi bộ chúng ta xem được thôi. Ví dụ như là gì anh Tôi lấy ví dụ như nếu mà nhất anh có dịp xem xong cái phim Roman Holiday đó, Thắng? cái cảnh mà hai thầy tử mà đi đến cái nhà thờ và đó có cái mouth of truth, có nghĩa là cái miệng nói sự thật đó, thế mà bỏ tay vô ai mà không nói hay nói dối đó thì cái bàn tay sẽ Bị bị dính cái lại. lion nó ngậm lại, không nhả ra, thì đó là cái câu chuyện thôi. Thế tuy nhiên đây cũng là một cái dịp mà cho người du khách rất là tò mò khi đến Rome, họ đều muốn đứng xếp hàng để vào và thò tay vào trong cái miệng mouth of truth. Giờ dĩ nhiên những cái đó thì chúng ta chỉ có đi bộ chúng ta mới xem được. Còn ngoài ra có Rome thì nó có những cái quảng trường chính. Roma thì nó có như này, nó giống như là một cái hình ngôi sao đó. Cái khu vực mà trung tâm center đó mà Là trung nằm ở tâm chủ giữa. yếu nằm ở giữa, và nó có tỏa ra những cái cánh đường đi, và trên cánh đường đi đó là có cả một cả là cả một cái thế giới để mà chúng ta có thể du ngoạn. Chúng ta đi về phía tây trái, chúng ta đi về phía tây bắc thì chúng ta đi vào Vatican, đi vào Museum, chúng ta đi vào xem những cái họa tranh tuyệt vời của thế giới, không có một không hai trong cả 1.000 năm nay. Rồi đi về phía đông bắc thì chúng ta đi tới cái khu vực là khu shopping nổi tiếng của Rome. Nhưng mà đồng thời ở trên cái khu vực đó thì có cái Spanish Step, là một trong những cái cảnh cũng hết sức là nổi tiếng mà bây giờ là giới trẻ cứ hàng đêm mà tụ về đó, lúc nào cũng đông đúc hết. Đó là một trong những cái cảnh mà chúng ta không thể miss trong cái cuộc du ngoạn ở Rome. Thế tuy nhiên thì thường thường đi tour ít người họ dẫn tới đó lắm, tại vì cái chỗ đó là chỗ không có xe bus vào được, chúng ta chỉ có được đi bộ và đi theo những cái chỉ dẫn của người tour guide, hoặc là chúng ta có thể đi bộ theo cái bản đồ của chúng ta thôi. Và đặc biệt là chúng ta đi thăm cái hồ nước Fountain Trevi, đó là một cái hồ nước cũng rất là nổi tiếng, Trong phim nào, hầu cũng như những cũng phim cũng nào cũng có cái trong cảnh cái đó. Romance Holidays, cái phim đó mà quý vị có dịp xem lại cái phim đó, tất cả những cái cảnh của các kịch từ đóng trong đó đều nằm ở Rome, nhưng mà dĩ nhiên nó chưa đủ, thành ra chúng ta phải đến nơi, chúng ta đi xem tận mắt, chúng ta phải đi bộ để dạo bước để mình xem những cái cảnh đặc biệt của nó. Chẳng hạn như chúng ta đến cái khu vực cũng rất là nổi tiếng và có một cái di tích của nó còn để lại ở Pantheon. Pantheon Pantheon tức là một cái khu vực đền thờ tất cả các thần, nhưng mà khu vực đó là rất là sầm uất. Nói chung thì ở Rome cái khu vực nào cũng sầm uất hết, thành ra tùy chúng ta chọn chỗ nào để chúng ta đi. Nhưng mà tôi recommend là du khách nếu quý vị có dịp đến Rome mà quý vị có nhiều thời giờ chẳng hạn, thì một vòng Rome bằng cái đôi chân của mình cũng rất là thích thú. Thế tuy nhiên thì khi chúng ta đi thưởng ngoạn ở Rome thì tất cả một cái điểm rất là quan trọng là quý vị phải chú ý đến cái túi của quý vị. Quý vị phải để ý tất cả những cái người xung quanh quý vị. Quý vị đừng có để ai đụng vào người quý vị. Và đặc biệt là nếu mà cái người nào mà đi những cái xe gắn máy mà đi sát sát quý vị là quý vị cẩn thận. Đó là tay cướp giật. Hoặc còn những người nào mà thích cứ đi lành quần gần mình, ăn mặc sang trọng lắm nhưng mà trông giống như du khách, nhưng mà cái lảng vảng xung quanh mình là cẩn thận, đó là những tay diệu thụ thư sinh móc túi mình nhanh như chớp. Thì thường thì anh có được nghe nói là mỗi lần mà ví dụ như khi mà du khách đi qua Âu Châu chơi á, thì có một những người đi trước người ta nói là ồ cũng phải cẩn thận này kia, là nhưng mà nếu mà anh Thắng nghe anh Thắng kể mà có những cái việc mà giống như là người ta ăn mặc lịch sự rồi mà mình nhìn không biết được, có nghĩa là anh nghĩ là Tại không vì phải tôi có dịp nguy hiểm. đi đi trở lại ở Rome, hoặc nói chung nói riêng đó, đi Rome hoặc là đi bên Ý hoặc là bên Pháp, Âu Châu nói chung là nhiều lần, và chúng tôi cũng có một cái kinh nghiệm là học được rất là nhiều về những cái tay mà pickpocket, diệu thủ thư sinh đó, đó họ nhanh lắm, nhưng mà lúc nào họ cũng có những cái hư chiêu. Và đặc biệt là tôi nghĩ là có dịp nào mình có thể nói chuyện về một cái đề tài làm sao đi Âu Châu để tránh bớt cái chuyện mất cắp, thành ra đó là một cái tips để cho du khách khi đến với Âu Châu chúng ta biết để chúng ta không có bị ngỡ ngàng, và chúng ta biết thì chúng ta có thể đề phòng một cách thoải mái. Mình đi chơi miễn thoải mái nhưng mà mình phải biết cách để mình không có để cho người kẻ gian nó móc túi của mình thôi, và đó cũng là cái mà
làm cho chuyến vữa đi nó vui hơn. Yeah, nó không thì ảnh hưởng cái tinh thần của mình đúng không đúng ạ? rồi. Chẳng hạn như mất cái passport cũng là một phiền toái vô cùng, Yeah. mất tiền thì không đi shopping được nữa. Dạ, vậy thì trong chương trình lần sau khi mà mình đã được đi nhiều nơi ở Ý rồi, vậy thì nhanh hẹn anh Thắng trong lần sau thì anh Thắng có thể chia sẻ cho Nhất Anh cũng như khán giả những cái tip khi mà đi tới Ý Có thì lẽ như chúng thế ta cũng nào? nên nói một giờ một kỳ về cái những cái Dạ. tips để chúng ta đi chơi ở Âu Châu Dạ. nói chung đó Dạ. và nước Ý nói riêng, Dạ. nhất là đặc biệt là ở Ý là cũng rất là cẩn thận. Dạ, cảm ơn Thắng và nhanh hẹn Thắng trong chương trình lần sau. À, xin cảm ơn quý vị.